Và đại ca thấy mình chân nhất luôn. À, đủ, để mình vào mình thử dọa mẹ mình cho mẹ mình có sợ không đấy. Thank you.
Mày bị điên à? À, anh cầm cái bình chữa. Dồ ôi. Quá chống rồi. Tao tưởng quả bể. Mày hôm nay là mày ngược cái chứ không một một. Anh đã sợ lắm rồi em. Thế là mày phải nhớ cú đập thép này. Hôm nay lúc đấy mà đã rủ mày một cú đập thép có mà tức chuột chứ. Đập thế mày mày một phát chiến này mày giả lên. Anh nhớ sao không chả. Hả? Mày ngồi gì đấy? Để luôn à? Anh không thấy mẹ em có máy rửa xe chứ cũng rất lớn. Dễ cọ không? Dễ không? Đi luôn. Mày bị dơ hơi mà đấy. Dơ hơi à? Em chờ anh ơi, chờ không chờ? Này, gan tao to hơn. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Này, mày không biết gan hùm trong này à? Gan hùm. Gan hùm. Này, lát 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 mà thế mà gặp súng bắt tê tê coi súng là gì đâu. À, em đi cắt cốt một vòng cho giống giết cho chút xíu. Đi đi, một hai ba cái đó nó phạch 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 mày ấy. Nhưng mà mày có con kia không? Đâu rồi không ạ? Còn thằng đây em đốt một đống. Bố cho đấy. Bên này em lại người rồi. Tao mày vui xong rồi đi chôn mọi người lên. Tối nay. Đấy, chôn mọi chỉ con. Quá quá nhìn nhát chết, không phát đâu nữa. Từ từ từ, đến lúc. Mày trốn đi, để đó tao để thằng này trong. Ừ, bạn trốn đi em ấy. Ừ. Trong cô gái. Ui, ui, mày chết kiểu đấy. Phải bôi vào đâu ấy? Tao tự bôi được. Ui, đen bóng luôn. Wow. Quả này mày đen rồi. Ai, anh ơi. Ui. Nhưng mà anh cải được rồi đâu. Cải rồi là sao? Quả này mà anh vơ mà, vơ anh gặp mình. Vơ anh mà thử ai chút rồi, đúng không? Thì nữa mình sẽ đi trôn mọi người. Tất bằng cái thể loại này nha mọi người nhá. À, đi gặp ai có gọi là dọa luôn. Để em lộ thêm tí nữa rồi em. Hay là ra quán uống bia đây. Ra mây ra ngồi quán uống bia. Bàn tay đến chì bóng nữa đi. Rồi. Đúng không? Đùi tao trắng không? Đúng rồi, anh trắng hơi đúng em rồi. Đây. Mày bôi đi, bôi đi, bôi cho tao đi. Đấy. Ai, mày lấy đâu ra cái này, mày nghĩ ra cái con này. Em thấy gì cái anh ra đi ăn trong trời ấy. Tao nhìn quái quá. Nè, anh đấy nhá, đi ăn nắng không bao giờ sợ đấy luôn. À đây đúng rồi. Mấy hôm anh em mình đi câu gọi là hết gọi là không thể đen được nữa rồi. Đấy là làn da của anh đấy độ cho răng trắng rồi trắng lên đấy. Muốn răng trắng thì hãy tìm gặp Tam An mọi người nhé. Muốn răng trắng thì hãy làm da đen. Trên mặt tao đen hết chưa? Trên mặt tao chỗ nào? Cái này dưới da mà anh thấy chỗ này nổi bong lên không? Cái mặt tao được chưa? Chưa, chưa đen mới đâu. Anh bôi nhiều vào. Được chưa? Được rồi. Ôi, xem nào. Ai à? Nè, dừng một lần nữa chưa? Ui, ôi, nhìn trước cái răng trắng. Chưa nổi bọn. Đây, sau đây là hai người mẫu thuộc công ty Tam An TV xin biểu diễn. Xin biểu diễn cho mọi người hai xà hai đường các quốc đấy. Thì xin đầu tiên ba đây này. Trạm cân 26-24 cho ba toàn quốc năm. Thì xin tiếp theo Mao đại ca trạm cân 50 cho bao toàn quốc cho một bao toàn quốc đấy. Đấy. Kiểu như ổng nó điên rồi. Đây, kiểu như này, đi thi thể hình nó phải thế này. Đây là, mày biết cái gì đâu? Đây là... Cơ lưng, cơ lưng.
Nhưng anh không có muốn nào để em này. Đây là thế ôm cả trời cả đất đấy. Được được, thôi thế thôi. Bây giờ anh em mình sẽ đi rồi. Tao ra nước mắt à? Không. Đúng quá. Anh em mình sẽ đi gọi là trời trời nào. Đến xe em đi ơi. Ôi, quên không đem ghế phụ rồi. Thôi em đứng. Đứng á, ngồi đi. Tao đi uống bia không? Không, ok đi. Nào, đi cứ đi đã. Đi rồi thì sao? Vừa đi buôn hát đấy à? Không, đi vừa đi câu về nó nắng cháy ra mà. Nắng cháy ra mà. À, lên xe. Nhà người hơi bẩn quá.
trên Hoa Lệ Sơn. Lấy ông hút. Cho hai người ông hút vào. Ông chơi hết son của cháu. Anh lấy bôi. Lấy bôi son lên. Tay cho Phi về lại. Anh cũng mới có mẹ cho gần sơ. Phi á. Cho hai cái ống hút. Ống hút đây. Ấy sợ à? Mất tiếng luôn. Rồi, ta mau mất tiếng, mất tiếng ta mau luôn. Đây. Sao? Uống bia, uống luôn. Sao? Tôi xong. Đấy, không đâu không? Các bạn nhé. Ui. Cái này thế nào đấy? Hôm nay tôi đi tẩy da trắng đấy. Cái này thế nào đấy? Siêu mẫu mày. Không, mày phải cởi mỡ quần đi, bôi hết lên, cởi quần. Anh cởi đi. Tao mất quần chi? Nào, cởi ra thì em bôi đâu. Mày cởi tóc, bôi tóc với cả vào những chỗ không cần bôi cho đen hết. Tớ tí nữa. Có ai nhận ra không? Tập, có ai nhận ra không? Cái này thế nào? Điều. Cái này thằng nào vậy? Cháu ở đây thằng nào? Ơ chả vừa ạ. Cháu 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 bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục hành trình quanh vượt lên. Ghi nợ cho cháu nhá. Ok đấy. Lại đi nước giếng à? Cho cháu đi chỗ. Lại cháy tiếp rồi bây giờ. Rồi cháu lấy một gốc. Con này nó biết rồi. Lúc kia anh nói lên nhỉ? Ừ, cháu. Ừ, dụng ra không vang còn gì nữa. Dụng ra không vang. Cứ hả? Dụng ra không vang không? Con này lúc này nó biết mình ấy. Anh em mình nó vui rồi. Con bên đây. Con bên đây chứ. Nó vào về nó về nhá. Ok. Vui lên. Ây da, ây da, ây da. Có cái bọn chi chi hạt nhờ. Con này nó biết rồi mọi người. Nó phải sự. Oh.
bắt đầu test đó. À. Rồi dừng đi, lên. Sắp mưa rồi mọi người ạ, bây giờ phải đi ngay rồi. Làn da lâu để làn tóc rối bờ môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn ngày qua ngày vừa.
Tóc rối bờ môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn ngày qua ngày đợi mong gì còn nhiều lắm những điều thương ngọt ngào nói cho em ơi. Bây giờ anh em mình phải đi tẩy bỏ cái này, không biết dễ tẩy không? Anh ơi, cái vòi vụt bơm vắt nó sạch luôn. Thôi, xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha. May là ngon lại cao hôm nay nha. Không giật mình chứ tôi. Biết thế, lúc nay em phải phóng ra ngoài. Hôm sau mai ba đợi sẽ chờ ba đại ca. Nếu mà mọi người yêu thích video này nha, cứ để lại bình luận bên dưới. Like, share để nếu mọi người bình luận, mọi người muốn anh em mình với bộ thời trang pyjama này để đi ăn nhà hàng ở ngoài phố núi, ở ngoài hẳn gọi là phố gì nhỉ? Phố đi bộ? Không, gọi là nếu mà muốn anh em mình bộ mặc bộ pyjama này đi ăn nhà hàng lớn thì inbox ở bên dưới nha.